Ôi, vào đây là lên đi. Cái gì vậy? Tiến cầm lấy bill cất đi. Trời mưa bão suốt thế này. Hàng đi nhá, các bác nhá. Hàng đi. À, tất cả các kiện hàng lớn bé khoảng độ gần 10 kiện. Súp 418 này, súp MD3L. Cặp súp kép to vật vã. Bàn mixer đi nó còn. Crossover. Velu 360. Crown iTech 6000. Tốt rồi. Em ngu quá. Bảo những cái bill tiến cất đi. Kẹp nó vào cái gì không gió nó bay nhá. Anh theo đây làm việc đấy. Cho lên đi. Xong rồi. Quang ơi xong chưa? Nhanh hơn còn về tối rồi. Cập nhật 5 giờ ngày 15 tháng 10. Tối rồi. Trời mưa lại còn rét. Đấy. Nó kinh ở trên cổng kia. Không để bảo em nó đánh xe tiến lên chút. Có quay vào ra để hướng tường. Đánh xe dịch lên một ít em. Lên hơi chết. Vướng thế này không mở được. Cho lên một ít nữa. Không có lùi đi một tí thì lùi. Bảo ông lùi khiêng nào được, phải tiến lên chứ. Đi là lùi đi không, thế lại bẻ lái ra. Bẻ lái ra đâu? Lùi đây cho bẻ lái ra ngoài kia thì vẫn tiến lên dọc. Đỗ phải song song với đường, bẻ lái ra ngoài để chắn đường người ta đi à? Được rồi. Cho lên dần đi Tiến. Cho những cái nhỏ lên dần đi cho anh em đi. Đấy, lót xe kiểu ướt rồi. Ướt thì đồ của mình toàn có ly lông hết rồi. Ngồi lót cái gì thì lót. Có cần phải lót không anh cho? Có phải cần bìa lót ở đấy không? Hay lấy ly lông lót không? Ừ, ly lông nó mất đâu. Anh cho nhắn đây. Tiến lấy cái ly lông đây. Lấy mấy cái bạn ly lông đưa cho em lót. Để nó trong khô mà. Một cái thôi là được. Ờ. Đấy, hai kiện to Lào Cai này em ấy nhá, trách nhiệm làm việc riêng. Ờ. À, cái gì nhỉ? Tây Bắc, anh qua làm đi. Hả? Ảnh hưởng gì? Mình ấy gửi riêng cái đây cho khách được. Làm được thế thì càng tốt, có gì đâu. Tí anh điện báo người ta luôn. Có chứ. Bây giờ mua bán cập nhật nó công khai hết em. Đấy. Có đọc cái con Omni mà đọc cái con Omni mà thiệt hại bao nhiêu thứ. Omni nào? Âm đi mà là Nghệ An ấy. Anh đóng voi không đóng. Đấy, bị cong. Anh em bị quăng, cong hết, móp hết tai.
rồi thì lại trích cam. Không đi luôn thì đi về. Trích camera ra để xem cái phần đóng gói của anh thế nào để bên mình đền bù. Nghiêng thì mới lên được, lặng đấy. Báo kia đỡ một tay, cái này lặng đấy. Không phải khiêng ở dưới Quang ơi. Đây anh, không ra đây cho bắt đầu lắm. Đấy à? Lên. Bảy mấy cân thôi nhưng mà nó to. Anh xem không? Đấy đó. Anh xem không? Ướt thì không sợ ướt, ly lông kín lắm nhưng mà bê lên, lên. Từ từ đừng lôi vội. Hồ Anh tay, trời ơi. À, làm những cái chương trình như thế này, à, các bác quý anh em xem này, những cái hàng của các bác mọi người đi này. Đó các anh em ấy, trời thì mưa, không hề đơn giản một chút nào, nó to vật vã. Đó, không, cái này hàng anh chưa bán. À, con này nó còn sân anh để chứ. Anh để vậy để đẩy làm gì chuyện cho khách. Nó nguyên thùng xốp của nó cho nên là to. Thế thực ra cái quả súp ở bên trong nó cũng vừa vừa thôi. Đóng rồi bao nhiêu xốp chèn xung quanh nữa cho nên là to. Không có xe đi Lào Cai. Có anh nhé. Có. Mai tới mai. Ừ, tiếp được. Để mang về bình thường qua ngoài kia để nó ấy vào đất lối cho đi. Nó to cho nên là mình không lên được. Đấy, phải lên ba anh em mình lên thì mới ấy được. Thế này mình cô điện dây nhẹ rồi. Con này đặt đi rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh em. Hết chưa? Đi. Hết rồi. Hết sạch rồi. Mày giữ đây cái bưu đầu vào cái nhá. Vâng, mày giữ cái bưu vào cái. Đấy, vãn hẳn một khu vực rộng hẳn này. Thôi, các bác ơi. À, cảm ơn xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video kế tiếp nhá.